Dạ, Thủy xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn ạ. Có chị Hai thì Thủy cũng mới biết chị đây thôi, thì chị có chị Hai đó có coi clip của Thủy, thấy Thủy may áo bà ba rất là đẹp luôn. Chị nhờ Thủy đi qua chợ mua giùm hai khúc vải để may áo bà ba cho chị á. Thì ở quê chị á thì nói chung á thì không có may áo bà ba thứ Thủy. Có đặt tên mạng, chị có nói là đặt tên mạng là áo bà ba giải lội giải thun không à, chứ không có giải voan như mình. Giải voan thì mình may áo bà ba nó vừa dặn con người và nó ôm á, may cũng đẹp nữa. Thì con cũng mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Thủy qua chợ Bến Tre để mua mua giải cho chị nha. Thì chút nữa Thủy cũng gọi chị Hai đó để chị lựa vải, để chị chọn, chị thích cái màu vải á. Thì bây giờ cũng trưa rồi, Thủy mời ông bà cô chú anh chị và các bạn cùng đi với Thủy nha. Giờ Thủy cũng đã tới tới bên trung tâm thương mại bán để mà bán vải, bán quần áo á. Thì đây thì tới cái tiệm thường thường Thủy Thủy đến mua vải em về may áo bà ba. Chị hôm nay có mình có vải bon mà nó bông bự á, mà nó màu Cái gì chị? Này chị chịu không? Hay là giải quan á. Dạ vâng. Đây nhiều bông lắm nha, chứ không phải có một bông nha. Anh lấy đây. Anh để mãi tương tư để nhìn thấy. Dạ. Này. Anh ra cho. Mình sánh đi, sánh đi hả? Cần là tính tiền. Cái này hả? Này đẹp nè. Em lượm đúng rồi á. Em lấy tương một tương tận mấy lượm đúng rồi á. Trong người em hả? Tức là em lượm cái vải đấy trên người em á. Dạ. Bà ba mà cái bông nổi nổi nó mới đẹp. Ừ, với chị lớn tuổi em cũng không biết là lựa. Em thấy cái màu đỏ nãy đẹp. Nổi dữ vậy ta. Cái này, này đẹp nè. Vậy đẹp thì sang chị. Được chưa? Rồi. Rồi ba cái. Hồi nãy rồi Thủy ghé tiệm vải để mà mua vải cho chị, mà gọi tính gọi Zalo cho chị quay tiệm vải để chị lựa bông á, mà Zalo của chị bên bển nó yếu dữ lắm nên chị gọi bằng số. Thủy có chụp mấy tấm hình cho chị thì chị lựa lại được hai cái vải áo bà ba, thì một cái màu bông bông vàng và một cái màu đỏ bông bự mà màu trắng này nè. Đây chị lựa hai cái áo áo bà ba mà giải won á. Cái này nhiêu mét hả chị? Dạ 100.000 một mét, khoảng 1m6. 100.000 một mét thì chị thì thường thường Thủy thì lấy có 1 mét thôi. Mà chị thì hơi lớn con hơi Thủy.
thì chắc Thủy cắt 1m2 một cái áo nha, mấy may đủ. Chị cắt cho em 1m2 một cái áo này với cái một cái khúc vải này luôn. Dạ. Một cái 1m2. Nói quần không chị? Không, tại vì chị đó gửi may hai áo à. Số đo may áo không có đưa số đo may quần nên không có dám mua lấy quần. Ở đây thì Thủy ghé tiệm của cô ở đây là mua vải thường xuyên nên ở đây mấy chị rồi mấy cô người nào cũng vui hết. Nên vậy. Cái này cái màu đỏ nó là hơn, ủa đỏ đậm hơn cái áo em không? Đúng rồi, đậm hơn. Tại vì chị nó lớn hơn chị xíu thì phải lấy cái đậm đậm vậy nè, đó đô đô trung trung vậy nè nó mới đẹp. À. Chứ để chị lấy sáng quá chị mặc nhìn nó tròn dữ lắm. À. Rồi chị cắt cái này cho em đi. Rồi. Cái màu vàng này rất là đẹp luôn á chị. Mà Thủy thấy trong hình thì chị hai rất là cũng nước da trắng. À, cái người mà nước da trắng á, thì mặc cái vải nào lên nó cũng rất là nổi là đẹp luôn. Như Thủy thì kén, Thủy hơi đen. Như chị là chị này là mặc vải nào cũng đẹp hết. Chị tên gì vậy? Tên Trần. Trần. Quyền Tân Công Chúa đó. À, đẹp chứ ta. Rồi. Gì nữa không? Rồi tính cho em đi. Dạ. À, mình mua để mà kịp giờ đi qua dì Năm mai cho chị luôn. À, đặng mai cho cách mấy bữa là xong đặng gửi ra ngoài cho chị. Ra miếng giấy rồi chị Mai. Đi giấy đi. Ai lựa giải và còn hát nữa nha. Chưa lắm chị ở đây ngày đêm ca tối ngày gì vậy. Rồi xong 240.000. 240.000. Mở cái giấy trong đây nha. Dạ. Rồi là Thủy mua hai cái áo và ba cho chị là 240.000. À, còn lại là tiền mai với tiền gửi mua điện đem ra ngoài nữa. Rồi em cảm ơn. Rồi cảm ơn chị nha. Dạ bye bye cô. Dạ. Thì Thủy cũng đến tới tiệm dì Năm mai áo bà ba, thì dì Năm cũng mai áo sơ mi, áo dài. À, chào dì Năm. Dì Năm lâu gặp dì Năm, với dì Năm khỏe không? À, thì hôm nay con đến để mà mai hai áo bà ba cho cái chị ở Hà Tĩnh. À, chị gửi mua nhờ Thủy mua hai cái áo bà ba. À, mai cho chị kịp đi lễ trên lộc gì ở ngoài con cũng không biết nữa. À, nhờ dì Năm mai con cỡ 8 bữa xong. À, thì con gửi ra mua điện ra ngoài không biết mấy bữa nữa. À, cỡ 2 bữa không dì Năm, con cũng không biết nữa. Dạ. Rồi. Có 2 ngày sau tới rồi. Dạ dạ. À, đây thì chị hai ở Thủy có gọi điện thoại hồi nãy gọi ở bên tiệm vải thì gọi không được, bây giờ về dì Năm mới gọi được nè. À. Dạ em chào chị hai. Dạ chị vui lòng cho em biết chị ở đâu và tên tên gì. Thường em kêu là gọi là chị hai thôi. Chị có thể giới thiệu tên và chị ở đâu cho tên ông bà cô chú ở ở đây và ở xa cho biết cho được không, trong ngoài nước đó. À, chị rất vui là khi kịp bạn Zalo được với em. Dạ chị xin nhờ chị tên là Quý. Chị là giáo viên, nhưng mà chị đã làm virus 6 năm rồi. Dạ.
đang sinh sống tại Quảng Trị, một vùng miền quê mà cát trắng. Dạ. Mưa thì chưa mưa mà đã thổi đất thổi cát. Dạ. Mà nắng thì coi như là bị đâu luôn, không 6-7 tháng không hề có một giọt nữa. Dạ, thì hôm nay em đến cũng tới dì Năm đây. À, nhờ dì Năm mai cho chị hai cái áo bà ba. À, rất vui là được quen em Hương, rồi là được quen của dì Năm ở Bình Tế. Dạ, dạ. Quen ai nhưng mà mình đòi theo cái đâu cũng cả em, cho nên biết cho em là máy áo dài rất là đẹp, với là máy áo bà ba rất là đẹp. Có một lần mình đi ở trong Bình Tế, mình ngó qua phố về mà ai cũng hỏi hết, cho nên hôm nay thì đủ được với cả ba cả em ở đây đi. Chị cũng rất là vui khi có em Hương giúp đỡ và mua tặng chị là hai cái áo ba ba và như chị Năm là may. Dạ. Rồi để dì Năm dĩ đo cho cái số đo của chị. Cũng cảm ơn chị để chia sẻ lên tên và quê hương của chị á. Có một lần nào đó thì ra Quảng Trị thì mời chị Năm rồi là em Hương là ghé chỗ nhà chị rồi quê hương Quảng Trị thăm. Dạ dạ. Rồi để em đo cái nha chị. Rồi bye bye chúc. Dạ chúc chị nhiều sức khỏe nha. Rồi chào khỏe đi, hẹn gặp lại. Rồi chào chị. Dạ. Rồi bye bye chị. À mai là cổ lá trầu phải không chị? Hả? À, cổ lá trầu hả? À, cổ lá trầu. Dạ dạ. Rồi. Mai túi không? Mai túi hả? Mai không? Mai có túi không? Cho một cái có túi, một cái không đi. Dạ. Không không? Một cái có túi, một cái không. Rồi. Rồi rồi. Rồi bye bye chị. Chị Năm cố gắng mấy cho đến làm sáng mà gửi ra đây là mùng 4, mùng 5 đến mùng 6 là chị có một cuộc là thi mang áo đây thì con mua hai khúc giải gì Năm thấy thì sao gì Năm? À, con cũng có chụp hình cho chị gửi qua bển thì chị chọn hai cái khúc giải vậy thì Thủy mua là hai khúc giải là 240. Giờ con nhờ gì Năm mai con gấp gấp nha. Là cho con hỏi mình nay tiền một cái áo là bao nhiêu tiền gì Năm? 130 mà mai gấp có thì 150. Dạ. Dạ tại vì chị hai có nói là mai gấp cho chị ăn tiệc gì cũng mới nói gì Năm nãy đó thì thường thường cái gì Năm mai là 130 mà miếng mai gấp thì 150 thì thôi cũng mai gấp cho chị để mà kịp cái lễ gì con cũng không biết thì thôi để cho dì Năm cắt mai đi. Thủy cũng xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn theo dõi clip của Thủy hôm nay mua đồ bà ba để mai cho chị hai thì con cũng thôi con cũng chào dì Năm, con về chúc dì Năm dì xin nhiều sức khỏe nha. Con Thủy cũng Thủy cũng xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn, clip đến đây đã hết thì Thủy hẹn ông bà cô chú anh chị và các bạn dì Năm mai đồ. Rồi Thủy sẽ quay lại một clip lấy đồ và gửi về cho chị hai, quê chị hai gửi về bưu điện. Dạ con hơi con chào dì Năm nha. Bye bye dì Năm.